Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dính bê bối đầu tiên bà Đào Hồng Lan bị chơi xỏ hay tai bay vạ gió. Bà Đào Hồng Lan nắm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam khiến không ít Thứ trưởng Bộ Y tế phải nuốt ngược nước đắng vào cổ. Thông thường khi một bộ trưởng bị phế truất thì thứ trưởng sẽ lên thay. Đằng này ông Phạm Minh Chính lại giới thiệu một người mà chẳng hề có chút kinh nghiệm gì về quản lý ngành y để đến cướp mất chiếc ghế quyền lực của họ. Làm đến tầm thứ trưởng thì ai cũng có tham vọng chính trị. Việc bị người khác cướp mất chiếc ghế là điều sỉ nhục vô cùng, và điều đó cho thấy cấp trên đã không còn tin tưởng vào những người có chuyên môn nữa. Sau khi ông Nguyễn Thành Long bị loại trừ khỏi đảng và cho bắt bỏ tù một cách nhanh chóng, thì người nắm quyền bộ trưởng lúc đó là Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên được chỉ định làm quyền bộ trưởng. Đây là hình ảnh quyền bộ trưởng Đào Hồng Lan. Người mới được chỉ định làm quyền bộ trưởng thì xem như 99% sẽ lên chức bộ trưởng. Nhưng không ngờ vào ngày 25 tháng 7, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam lại đi bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh, về bộ giật lấy chức vụ đang nắm trên tay của ông Đỗ Xuân Tuyên. Làm phó cho ông Nguyễn Thanh Long có 4 thứ trưởng bao gồm Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Trường Sơn, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương. Trong đó có 2 thứ trưởng bị kỷ luật nhẹ, đó là Đỗ Xuân Tuyên và Nguyễn Trường Sơn. Tuy nhiên vẫn còn 2 thứ trưởng là Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương đều không được trọng dụng. Hiện nay trong Bộ Y tế đang đặt câu hỏi tại sao lại xảy ra trường hợp quái như thế. Chuyện ông Phạm Minh Chính phớt lờ người trong Bộ Y tế, đem người khác đến để giành lấy chiếc ghế đã và đang làm cho nhiều người bất mãn là điều không thể chấp nhận ở rất nhiều cán bộ cấp cao ở đây, và có thể là nguồn cơn thịnh nộ cho bà quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan sẽ gặp rất nhiều trò chơi xỏ lá là điều khó tránh khỏi. Trò chơi chính trị là không làm được cho sếp mất ghế, nhưng làm cho sếp mất điểm trong đảng để tống cổ sếp đi khi hết nhiệm kỳ luôn khả thi hơn tất cả. Bà Đào Hồng Lan mới về bộ đã có cách làm của cho ông Thủ tướng phải ra tay giải quyết là cách mà các thứ trưởng khác khó hài lòng. Những việc này bà Lan lấy điểm với xã hội, còn các thứ trưởng thì như cái bóng mờ. Làm phó cho ông bộ trưởng bất tài như Nguyễn Thanh Long thì câm họng, còn làm phó cho bà Đào Hồng Lan thì cũng không có chút nổi bật gì. Đây là hình ảnh sự nhầm lẫn rất khó hiểu. Bản chất của con người là muốn tranh công và chối bỏ trách nhiệm, cho nên nếu làm bộ trưởng, bà Đào Hồng Lan cần khéo léo san sẻ công lao cho thuộc hạ. Nếu ôm hết vào mình thì không sớm thì muộn bà cũng bị chơi xỏ để hạ uy tín trong ngành. Vào ngày 10 tháng 9, tại lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và viên chức vào năm 2022, có hình ảnh con rắn ngậm phong bì, rất khác với biểu tượng của ngành y. Đây là logo biếm họa của tờ báo Đàn Chim Việt ở nước ngoài, đặc biệt là biếm họa này đã xuất hiện từ năm 2013. Nay không hiểu sao nó lại nằm chỉnh hình trên bản hiệu to đùng tại kỳ thi này. Vụ việc này đã gây ồn ào và Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 của Bộ Công an đang vào cuộc cho thấy mức độ nghiêm trọng đối với chế độ. Tất nhiên, lãnh đạo Bộ Y tế nói là do nhầm lẫn, nhưng ai cũng nghĩ không thể nhầm lẫn một việc thô thiển đến như vậy. Và chỉ cần lấy logo cũ là không sao, ai bảo đổi logo làm gì cho nhầm lẫn như thế. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bị bà Đào Hồng Lan giật lấy quyền bộ trưởng trên tay. Có lẽ bà Đào Hồng Lan không muốn sự việc này xảy ra trong ngành mà bà đang có trách nhiệm quản lý. Sự cố này dù không làm cho bà Lan phải mất chức, nhưng uy tín của bà Lan giảm sút đáng kể so với Trung ương Đảng. Việc bà Đào Hồng Lan có kiểm soát được ngành hay không còn phải chờ. Nếu những sai sót kiểu trời ơi đất hỡi này mà tiếp diễn thì không khéo bà Đào Hồng Lan không ngồi ở Bộ Y tế được lâu. Việc bà Lan lập công một mình, nhận tiếng khen cho riêng bà cũng có cái hại của nó. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tử huyệt của thủ phạm lộ rõ, Tổng Trọng liệu có triệt được hay không? Như tờ Thời báo.de đã đưa tin ở những bản tin trước, người đang nắm trong tay đường dây mua bán vũ khí, đầu mối là một tình báo đội lốt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
những khoản tiền lãi quả của các thương vụ mua bán vũ khí không rõ là bao nhiêu, nhưng theo dự đoán của nhiều người, nó là một con số rất khổng lồ trong tổng số tiền hơn 1 tỷ USD đã mua qua. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính càng ngày càng cho thấy ông đang đi theo vết xe đổ của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài đường dây mua bán vũ khí thì ông Chính còn dẫn đầu một nhóm doanh nghiệp sân sau làm dự án sân bay khắp nơi tại Việt Nam. Đây quả là những phép kinh doanh đặc biệt. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hồi tháng 6 năm 2021, ông Phạm Minh Chính thăm sân bay Biên Hòa, yêu cầu biến sân bay này trở thành sân bay lưỡng dụng. Mục đích là để dọn đường cho sân bay này nhảy vào đầu tư và gọi vốn. Và hiện nay, dự định cải tạo sân bay quân sự này đang được xem xét cho phép đầu tư. Sân bay Biên Hòa cách sân bay Long Thành không bao xa, nhưng ông Phạm Minh Chính vẫn ủng hộ dự án này. Vào ngày 28 tháng 4, ông Phạm Minh Chính lập tổ nghiên cứu để xem xét chuyển sân bay quân sự Biên Hòa, Đồng Nai và Thành Sơn, Ninh Thuận thành mục đích lưỡng dụng, phục vụ cho cả dân sự. Tổ công tác Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm tổ trưởng, thành phần là lãnh đạo các bộ quốc phòng, công an, giao thông, vận tải, kế hoạch đầu tư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Đồng Nai. Việc nghiên cứu đề xuất lên Thủ tướng hoàn thành trước tháng 9 năm nay. Trước đó, một loạt các địa phương cũng đề xuất bổ sung thêm sân bay mới, gồm cả Cao Bằng, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bạc Liêu và Quảng Trị. Quảng Trị thì nằm giữa Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Nếu được duyệt, sân bay Quảng Trị sẽ cách sân bay Đồng Hới chỉ khoảng có 93 km và cách sân bay Phú Bài cũng chỉ khoảng 88 km. Như vậy, khu vực Bắc miền Trung sẽ có 5 sân bay trên 6 tỉnh gồm Thọ Xuân, Thanh Hóa, Vinh ở Nghệ An, Đồng Hới ở Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Bài ở Thừa Thiên Huế. Còn khu vực Nam Trung Bộ tính từ Đà Nẵng đến Phú Yên, gần như tỉnh nào cũng có sân bay với tỷ lệ 5 sân bay trên 8 tỉnh, bao gồm sân bay Đà Nẵng, Chu Lai ở Quảng Nam, Quy Nhơn ở Bình Định, Tuy Hòa, Phú Yên, Cam Ranh, Khánh Hòa. Đây là hình ảnh sân bay được chuẩn bị mọc lên như nấm. Lên tiếng với báo chí trong nước, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không Đại học Bách Khoa TP.HCM cho rằng nếu tỉnh nào cũng làm sân bay, mật độ dày đặc thì quá lãng phí vì các tỉnh chỉ cách nhau trung bình có 100 km. Sau khi làn sóng xây tượng đài đã bị dư luận kịch liệt lên án, lúc này lại rộ lên phong trào các tỉnh đua nhau làm sân bay. Trong khi đó, trường học, bệnh viện thì vẫn quá tải và thiếu thốn hết sức nghiêm trọng. Ông Phạm Minh Chính là nhân vật chủ chốt tạo ra phong trào này. Đất nước đang rất khó khăn. Ông Phạm Minh Chính với tư cách là thủ tướng đã và đang ra tay tàn phá nền kinh tế của đất nước theo cách như vậy. Những trò xẻ thịt đất đai để giao cho lợi ích nhóm của Phạm Minh Chính đã và đang biến nền kinh tế Việt Nam dần trở nên kiệt quệ như ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng làm trước đây. Những dự án sân bay có vốn đầu tư rất lớn nên sẽ hút hết nguồn vốn xã hội và làm cho các ngành nghề khác thiếu vốn nghiêm trọng. Đây là hình ảnh Lê Việt Nam đang đợi quyết định của Thủ tướng Chính phủ để đầu tư sân bay. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng đã lập nên các tập đoàn tổng công ty nhà nước làm cho nền kinh tế tan nát và các khoản nợ hàng trăm hàng nghìn tỷ vẫn còn tới nay, thì ông Phạm Minh Chính bây giờ lại đang làm điều tương tự. Nếu để sân bay mọc lên như nấm thì sẽ lãng phí nguồn vốn của xã hội rất lớn, nên ông Tổng cần phải thẳng tay triệt đi những việc làm nguy hại này. Nếu ông Tổng thiếu bằng chứng để khui những đường dây buôn bán vũ khí, thì những dự án xây dựng sân bay ào ạt này hoàn toàn có đủ bằng chứng để ông Tổng xoáy vào. Quan chức nào mà tham tiền thì quan chức đấy rất dễ bị lộ tử huyệt. Nhất là ông Phạm Minh Chính đang cho thấy ông đang tham làm các dự án để làm giàu cho các nhóm lợi ích và bất chấp nền kinh tế đất nước trôi về đâu.